Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì chúng tôi đang tìm đến một nhà của võ sư Hóa, một võ sư của môn phái Võ Việt Nam, để tìm đến một người sáng tạo những cây hoa. Và chúng tôi sẽ cụ thể hơn quý vị với quý vị và các bạn tiếp tới khi chúng tôi tiếp cận ở những bông hoa đó. Đây. Quý vị nhìn thấy đây là một vườn hoa tươi. Đấy. Rất nhiều các loại hoa. Đấy. Đây là hoa tươi trồng tại vườn luôn đấy quý vị. Và đây là cái khu mà người ta trồng rất nhiều các cái loại hoa. Đây là những cây hoa ly hả? Trái. Thế là hoa này mình làm để mình bán ngoài chợ anh hay như thế nào ấy? Đủ các kiểu ạ. À thế à? Anh có mua đó, bán á. À thế à? Đây là hoa ly đúng không anh? Nhìn những cây hoa tươi rất là đẹp. Đây là đi nhiều đây. Rất nhiều các loại hoa. Chi để kỳ. Hoa tươi tại vườn người ta đang đã đưa vào đây để người ta đang. Người ta đang làm để bó để bán. Một bó này bán bao tiền anh chị? Giá hiện tại hả anh? Dạ vâng. Giá hiện tại ấy chị ạ? Giá hiện tại 50.000. À 50.000 một bó hoa này. Còn giá Tết là cao hơn là gì? Giá Tết là 70.000. À, giá Tết là cao hơn 20.000. Ok, cái hoa này là hoa gì vậy? Hoa này này. Cẩm trướng. Cẩm trướng à? À, cẩm ly và cẩm trướng. Như cẩm thế. Thì gọi là hoa ly thôi chứ tại sao lại gọi là cẩm ly được? À, thì mình thêm nó cái tên đệm nhé. Mất hay đi cái tên. À, thì à ngoài này nữa còn rất là nhiều các loại hoa, một cái vườn hoa ngoài này nữa. Ủa, cái củ này củ gì vậy chị? Củ ly anh. Củ ly hả? Dạ. Củ này là mình ăn này hay làm gì? Trồng xuống nó ra cái bông đó. Tưởng ăn được. Ăn được rồi xin củ. Đây là củ người ta đào cả lễ đây để người ta tiếp tục người ta trồng. Nước đào hưởng rất nhiều. Để cho chân của anh ngồi trong đi. Cuộc hội ngộ của hai võ sư, hai môn phái khác nhau. Võ sư Nguyễn Viết Hòa thuộc võ đường Ngọc Hòa và võ sư Hóa. Võ sư Nguyễn Công Hóa. Nguyễn Công Hóa, môn phái Võ Việt Nam. Đây là rất là nhiều cái huy chương của võ sư Nguyễn Công Hóa. Cũng được nhà nước phong tặng là nghề năm ngũ quốc gia. Dạ. Tôi nghe thế là cũng khá lâu. Vâng. Rất là lâu. Võ sư Nguyễn Công Hóa, Chủ tịch Hội Võ Việt Nam, Việt Võ Đạo, Lâm Đồng. Bây giờ mình lên liên đoàn rồi mà. Thì hội á, mình thành lập hội năm 93. Năm nay vẫn đông quá, không vào đông quá, thì mình lên liên đoàn. Lên liên đoàn một nhiệm kỳ rồi chuẩn bị hết nhiệm kỳ, chuẩn bị vào tới nhiệm kỳ.
Cô là ứng viên thường vụ của ban chấp hành liên đoàn Bôi Nam Việt Nam. Đọc đó nhé. Phó tổng thư ký luôn. Phó tổng thư ký liên đoàn Bôi Nam. Các anh ở Sài Gòn thì anh cũng biết Bôi Nam chứ? Là tôi ở trước là Hà Nội, bây giờ ở Nha Trang. Dạ, ở Nha Trang. Bây giờ anh ở Nha Trang. Dạ. À, ngoài cái sự nghiệp võ thuật thì võ sư Nguyễn Công Hóa còn được ở trung tâm sách kỷ lục trao cúp và xác lập kỷ lục là người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu thành công kỹ thuật ướp hoa tươi để bảo quản lâu dài. Dạ, dạ. Được bao nhiêu kỷ lục? Ngoài sự nghiệp trồng hoa thì võ sư Hóa còn và sự nghiệp võ thuật thì võ sư Hóa còn chơi cờ hoa. Đầu tiên của Việt Nam. Anh đi chơi? Dạ. Anh em thầy trò đi chơi đi quay phim. Để có một cái thú vui là đi quay phim. Tôi thì ngoài cái phần về bỏ thì tôi cũng có làm cái ngành hoa. Thú vui. Đó, sáng nói với Tiến bỏ chỉ là đam mê thôi. Ừ. Làm kinh tế là phải làm cái khác. Làm kinh tế tôi làm cái... Làm cái hoa này cũng được 15 năm. Ở Nha Trang cái phong trào của ông Nam cũng khá nhiều. Anh vào ngồi đấy, anh quay cho chị. Anh cứ đi vào, anh cứ đi qua. Anh lên Nha Trang lâu không? Chắc là khoảng vài ngày nữa, một vài ngày nữa là về, lên 3 ngày nữa. Tôi cũng được cái may mắn sau khi nghiên cứu thành công cái ba cái công trình đó thì cũng lên truyền hình 43 lần đó, trong 15 năm. Báo chí thì cũng phải 83, 81 tờ về báo chí nói về cái công nghệ này. Tôi làm có ba cái công trình là công trình hoa ở tư ướp, một công trình đột biến sắc tố hoa và cái công trình này tức là giữ nguyên sắc tố hoa. Và rồi mình kêu nó 30 tỷ. Nó đã mình có 800.000 đô là bán cho nó cái công nghệ là bán cho nước nào ấy? Đã bán cho một cái Việt Kiều nhưng mà mình chưa có bán từ bền quá. Có nếu mà 800.000 đô thì tính ra có 17 tỷ, hơn 17 tỷ. Mình cũng phải theo như luật sư của mình tư vấn thì nếu như công nghệ này mình bán phải 1.500.000 đô mà nó đã có 800.000 đô một nửa. Mà khi nó mua thì mình còn được quyền sử dụng không hay là nó mua là, nó mua là được bản quyền luôn chứ là mình không được quyền nữa, mình không được bán bản quyền mà. Nghĩa là mình không được ướp gì nữa dạ không như vậy thì nguy hiểm quá. Thế nhưng mà nhượng quyền thương hiệu thì tốt hơn nếu mà có được cái phương án mình nhượng quyền thương hiệu là đè mình liền, nó đè mình trước nhất là nó sẽ dùng không. Nhưng mà nếu mà mình nhượng cùng một cái mức tiền tương đối cao thì mình vẫn có quyền sử dụng cái thương hiệu đó thì tốt hơn. Biết rồi, nhưng mà mình có thương hiệu mà mình có thương hiệu, mình cũng đăng ký bộ khoa học công nghệ trục sư tư tệ, nói chung là mình đăng ký hết toàn bộ. Nhưng mà nhượng quyền thương hiệu là luật sư mình người ta không muốn cố vấn cho mình, tức là nó nhiều tiền quá nó làm nó đè mình trước nhất bánh đứt luôn. Không, nhưng mà mình có thể nhượng quyền với mức giá cao, sau đó cho dù nó có đè thì mình vẫn là còn quyền của mình. Còn quyền, biết rồi, nhưng mà là anh biết làm sao không? Nó mà nó tung ra thị trường thì mình không cạnh tranh được. Nó tung ra thị trường. Mà tôi nghĩ là nó mua hàng này, nó mua cái hàng này là về để nó bán lại. Về để nó bán lại thì đúng hơn. Vì nó có nhiều tiền mà. Nhưng mà mình nghĩ cái giá nó cũng quá bèo. Bèo quá, mười mấy tỷ bây giờ thì nó xin lỗi mình nói 800.000 đô thì nó cũng lớn. Nhưng mà so ra tiền Việt Nam mình có 17 tỷ, 17 tỷ thì nó không là gì lớn, đúng không? 17 tỷ không là gì lớn. Hôm nay Hà Nội cũng đi vô đi ra, đi máy bay vô ra, nhưng mà cũng còn thương lượng với ông viện phó, viện trưởng viện nghiên cứu của nông nghiệp đó. Cũng có trao đổi với mình để hợp tác, nhưng mà rồi hợp tác nó cũng có nhiều cái nó bất lợi. Nên là mình không có làm.
Thì tôi cũng khá bận, cho anh coi cái sản phẩm thử. Ngồi đi cùng. Chắc là đi cùng. Đây, đây là. Đây. Đây. Tuyệt đẹp, nhìn chúng ta nhìn thấy giống như là hoa hoa giấy nhưng mà đây là hoa thật. Không, hoa thật 100%. Hoa thật 100%. Dạ, công nghệ ướp hoa rất là tuyệt vời. Đây là công nghệ ướp hoa của võ sư Nguyễn Công Hóa. Nhìn rất là đẹp. Cá Việt Nam hiện nay có một mình tôi làm. Không biết sau này người ta có làm được hay không thì mình chưa dám kêu ngạo, nhưng tới giờ phút này chưa có ai làm được cái công nghệ này. Yeah. Còn hoa sấy khô thì người ta làm rất là nhiều. Yeah. Hoa sấy khô thì đây là công nghệ ướp hoa vẫn còn tươi. Tổng chứ. Hàng này xuất đi Nhật ra. Cái này mình có... xuất đi Nhật à? Xuất đi Nhật. Mình có sờ kiểm tra được không anh? Dạ được chứ, anh sờ cũng được đây. Nhìn rất là đẹp quý vị ha. Đấy, rất là nhiều. Đây là cái công nghệ. Nó 116 màu. 116 màu. 116. Nó không có loại hàng nữa là đi châu Âu. Tuyệt vời. Với thứ cho anh coi thôi. Dạ. Yeah. Thứ cho anh coi. Đấy, rất là đẹp. Hoa hoa thật mà nhìn như hoa giả. Đấy là cái công nghệ rất là giỏi. Không phải là nhìn cái chỗ hoa. Anh có thể bỏ ra. À, anh bỏ ra một cái. Đây là võ sư rất là tài năng. Võ sư Nguyễn Công Hóa, ngoài môn võ đam mê mà ông theo đuổi là môn vô vi nam thì còn các cái công nghệ ướp hoa tươi rất là tuyệt vời. Đây là khi mà người ta đã mở ra. Người ta đang rất muốn mua để sở hữu cái bản quyền. Mở cái hộp ra để chúng ta có thể cảm nhận, sờ đến nó. Anh có thể cầm không? Anh cầm bóp thì cũng còn được. Yeah. À, anh bóp nó có cảm giác trong cái tay. Anh bóp nó có cảm giác. Anh sờ không, anh bóp như vậy thì nó có cảm giác trong cái tay. Là nó tươi. Yeah. Nó không có vỡ cấu trúc của hoa. Yeah. Hoa sẽ khô rồi trong cái tay. Cũng không cho sờ. Để cảm nhận được nó. Mà để được lâu lắm anh. Như cái bức tranh này nó để được trên 10 năm rồi, 12 năm. À, đây là một bức tranh hoa thật ạ. Không nói thì không biết. Nhìn như kiểu một bức tranh vẽ nhưng mà thực ra đây là nó một bức tranh hoa thật. 41 nghệ nhân, 150 tác phẩm, mình đứng nhất nè. Võ sư Nguyễn Công Hóa. Làm mất một tháng một ngày. Bức tranh này. Cái bức tranh này được bao lâu rồi chú Hóa? Cái bức tranh 12 năm rồi. Đây là bức tranh này đã 12 năm rồi. Tuyệt vời. Thực ra mới vào thì chúng tôi tưởng đó là một cái bức tranh vẽ. Nhưng mà thực ra đây là một cái bức tranh bằng hoa thật. Hoa tươi luôn. Hoa tươi đấy. Hoa được ướp. Hoa được ướp. Đây được khoảng 12 năm rồi. Vẫn còn nguyên. Cả bên này nữa, bên đi. Nó cùng với bức đó. À. Cái bức này, 4 năm. À, cái bức tranh này là được cũng 12 năm bằng cái bức tranh này. Cũng là bằng hoa thật, hoa tươi. Đây. Còn cái bên này thì là sau này nó có 4 năm nhưng mà nó cũng rất đẹp. 41 cái nghệ nhân thi ở Đà Lạt, Lâm Đồng. À, 41 nghệ nhân dự 141 tác phẩm thì nó không là đứng nhất á. Và đây là tác phẩm đứng thứ nhất trong 41 nghệ nhân. Đây có giấy chứng nhận. Phải nói là rất là tuyệt vời. 20 năm sau rồi công bố. Quý vị nhìn quá là đẹp. Lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy những bức tranh như thế này và được cảm nhận và đến tận nơi để sờ đến những cái bông hoa được ướp như thế này. Đây là hoa tươi thật đấy quý vị nhé. Nhìn rất là đẹp. Đấy, một người không yêu thích hoa như tôi cũng còn mê đến những cái này. Bây giờ là mê hoa là nhìn thấy những cái
tác phẩm cái... đây là võ sư hóa sáng chế nhỉ? bằng sáng chế nhỉ? Dạ, ở đây cái đó là bằng sáng chế, cái đó mà đó tôi được bình bầu vào cái Obico Việt Nam và thế giới. Dạ, mất đi 2 năm người ta bị bình bầu vào cái những tân dung của Việt Nam và thế giới. Cái này cũng này mới nhé. Cái này trong đó hình như có đô la trung đó hả chú? Dạ còn không, cái đô la trung là cái đô la trung là cái vào của tạp chí thế giới, tạp chí này, tạp chí này cũng lớn, nó là tạp chí Pro Day, tức là 8 nhà sáng nghiệp Việt Nam, 10 nhà sáng nghiệp thế giới, cái cuốn này đó là tôi là một trong 8 nhà sáng nghiệp Việt Nam. Có đô la trung, có những người Warren Buffett đô la trung đấy. Tổng thống Mỹ Bill Gates. Đoàn Nguyên Đức à? Bồ Đức. Này là tạp chí của Thông tấn xã Việt Nam hay là của bên nào? Dạ không, là của thế giới. Không phải. Cái tạp chí Boulder này, tạp chí những nhà sáng nghiệp. Tạp chí này. Của... tạp chí lớn. Nó chỉ chọn những nhà sáng nghiệp của thế giới và nhiều của Việt Nam. Thông tấn. Cái này là tôi cũng được bình bình. Đó là một trong 8 nhà sáng nghiệp Việt Nam. Cái này. Cái này, cái này. So ra cái Guinness không phải mất cái này, chắc chắn luôn. Guinness không phải. Cái này là nó được vào lưu trữ vào bảo tàng của nhân lực của Việt Nam luôn. Nó đưa ra thế giới luôn cái này. Rất nhiều quý vị ha. Quá trời. Cả bên đây nữa. Quá trời mà có thể toàn được xếp vào trong tủ. Nguyễn Công Hóa. Cái này là cái folder này là cái tạp chí của xuất bản ở thế giới, tạp chí này không bán, tạp chí folder này không bán. Ông Kiểm này cũng một trong 8 nhà sáng nghiệp Việt Nam, từ nghèo làm nên giờ có mấy ngàn tỷ. Không đâu. Lê Văn Kiểm à? Dạ, Lê Văn Kiểm. Nói chung là trong cái tạp chí này đó, người ta 1600 người lấy 100 người, 100 người lấy cái 8 người. Mình lọt tốt 100 người là mình đã mừng lắm rồi. Mà rồi cuối cùng mình không ngờ mình lọt tầm từ mình bật. Mình quay cái lời nói đầu. Tập chí thế giới trong phải vô thông bán xã. Tập chí xuất bản là thế giới. Rất là tuyệt vời quý vị ạ. Là hai ngày đây, cái lời nói đầu. Không, mình biết là nó nhìn thấy rồi. Ở đây là toàn là những cái... Rockefeller, Warren, Donald Trump là cũng rất là nhiều người giỏi. Những người nổi tiếng. Cái hôm mà người ta công bố cho mình cũng hơi giật mình. Cũng giật mình. Sắp tới chú còn có cái phương pháp nào mới không? Đó là những bài này. Khen thưởng. Nghệ nhân Nguyễn Công Hóa. Cái hoa của mình. Cần cái hộp hoa lên mà 250g. Một hộp này ạ? Cái hộp này, mọi hộp hoa mình khó đến mức độ đó. Nó đều như bánh.
nhìn như một cái hộp bánh. Nó đẹp. 100 cái hoa mới lấy được 30 cái hoa, 25 30 cái hoa đẹp nhất. À, nhưng mà mình phải tính cái lúc mà mình để mình làm nó ra, bỏ cái cần lên cần cả bao bì luôn đó, là có 250 gram. Là cả tất cả là 250 gram? 250 gram. Nó chỉ cho xê xích đột khoảng chừng 5% thôi. Dạ. Tuyệt vời. Đấy, quý vị các bạn vừa được nhìn chiêm ngưỡng rất là nhiều cái tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Công Hóa, một võ sư rất yêu thích võ thuật và cũng như là các loại hoa. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật nhiều những video mới nhất từ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.